Vua Bảo Đại, nổi tiếng với biệt danh Hoàng đế ăn chơi. Ông là người không bao giờ tiếc tiền chi trả cho những sở thích của mình, đặc biệt là xe máy. Trong số ấy, chiếc Motobecane DS45 là cái tên đặc biệt hơn cả. Hiện chiếc xe này thuộc sở hữu của một doanh nhân tại thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe này được Vua Bảo Đại đăng ký dưới thời chính quyền Đông Dương. Motobecane DS45 mang động cơ 4 thì 125 phân khối với 3 tốc độ tay, là một trong những ngựa chiến được Vua Bảo Đại yêu thích. Chiếc mô tô sử dụng xăng pha nhớt này đều có nhiều điểm đặc trưng của xe cổ như dàn khung sườn dạng xe đạp, cụm ga kiểu vặn trượt trên ghi đông, cụm công tơ mét, không có ổ khóa khởi động mà sử dụng công tắc. Tuy nhiên, điều khá hấp dẫn là yên ngồi, khóa xăng, biển số, xăm lốp, mác thông số kỹ thuật nhà sản xuất đính trên thân xe, vân vân đều còn nguyên thủy. Cái xe này thì mình mua lại của cái anh ở bên quận 2. Cái quan điểm của mình thích cái chiếc xe này thì là vì nó là có những mang đậm những chính thức, nó là cái xe thứ nhất nó là zin này, thứ hai nó là có cái thời gian này, cái thứ ba là tất cả những cái đồ đạc ở trên xe nó đều được zin, kể cả thậm chí từ cái tay phanh này nó bị gãy, thay vì người ta có thể thay được cái tay phanh khác không, nhưng mà ở đây vẫn còn vết hàn xi đông. Hàn xi đông của cái tay phanh này nó lầm lặng. Dù lớp sơn bên ngoài đã phủ màu thời gian nhưng chiếc xe vẫn toát lên vẻ mạnh mẽ và cá tính. Hiện tại, chiếc xe đang được lưu giữ trong một căn chung cư ở quận 2. Chủ nhân chiếc xe cho biết xe vẫn có thể lăn bánh bình thường nếu sử dụng. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.